chỉnh trang, cải tạo và nâng cao chất lượng phục vụ của các nhà vệ sinh công cộng quanh khu vực Hồ Gươm là những việc mà chính quyền quận Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng đã thực hiện trong thời gian gần đây. Điều đó đã đem lại sự thuận tiện cho du khách và người dân Hà Nội, góp phần đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường ở khu vực này. Người phụ nữ này đã có nhiều năm làm việc ở công ty môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hoàn Kiếm. Công việc của chị cùng mọi người trong nhóm là hàng ngày trực duy trì vệ sinh tại điểm vệ sinh công cộng trên phố Lê Thái Tổ. Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm này là nơi tập trung rất đông du khách và người dân đến vui chơi, thư giãn và ngắm cảnh. Trong ca trực, cứ khoảng 30 phút, chị lại phải vào dọn dẹp, lau chùi, khử mùi, đánh rửa sàn nhà vệ sinh và bổ sung thêm giấy vào khay. Công việc của các chị ở đây là duy trì cảnh quan và vệ sinh 24/24 giờ trong ngày để đảm bảo phục vụ người dân và khách du lịch một cách tốt nhất. Thì chúng tôi được phân công duy trì 3 ca liên tục, tức là 24/24 giờ, ca sáng, ca chiều và ca đêm. Thường xuyên là khoảng 15-20 phút là hoặc nửa tiếng là chúng tôi lại xuống lau dọn và phun cái khử khuẩn đấy để cho nó kiểu tránh cái mùi kiểu hôi hám đấy. Tức là nhà vệ sinh công cộng thì người ra người vào thì không thể tránh được, nên là chúng tôi cũng rất là cố gắng để đảm bảo duy trì vệ sinh. Cũng theo các chị làm việc tại đây cho biết, hàng ngày lượng khách vào các điểm vệ sinh công cộng khá đông, đặc biệt trong những ngày cuối tuần khi phố đi bộ hoạt động hay những dịp lễ Tết. Thế nhưng, lâu nay các chị chưa hề phải nhận lời phàn nàn nào, nhìn chung người dân hài lòng khi đến các điểm vệ sinh công cộng ở khu vực Hồ Gươm. Có cái nhà vệ sinh này thì nó rất là tiện lợi, mà đi vào đây là nó sạch sẽ, thế là rất là phù hợp với những người khách ở xa như chúng tôi. Hiện tại, quận Hoàn Kiếm đang duy trì hơn 30 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Khu vực Hồ Gươm có 6 nhà vệ sinh công cộng đã được các đơn vị chức năng của quận rà soát kiểm tra thay thế các thiết bị hỏng hóc, chỉnh trang khu vực, ngoài các nhà vệ sinh để tăng tính thẩm mỹ, đồng thời duy trì vệ sinh sạch sẽ, thuận tiện cho du khách. Lượng du khách đi du lịch về Hoàn Kiếm rất là đông và bao giờ cũng là phải đi qua Hồ Hoàn Kiếm. Cho nên là chúng tôi cũng, cán bộ nhân viên chúng tôi cũng nhận thức được việc này rất là quan trọng. Tất cả những nhà vệ sinh công cộng xung quanh bờ hồ này thì chúng tôi đều duy trì 3 ca một ngày. Và mỗi ca làm việc đều có một công nhân trực để đảm bảo công tác duy trì vệ sinh sạch đẹp. Địa bàn quận Hoàn Kiếm, đặc biệt là phố đi bộ Hồ Gươm là nơi thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, việc đảm bảo những điều kiện thuận tiện nhất cho du khách là vấn đề được thành phố và quận Hoàn Kiếm luôn đề cao. Việc cải tạo, làm đẹp và nâng cao chất lượng phục vụ ở các điểm vệ sinh công cộng đã góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, qua đó thể hiện nét văn minh, hiện đại của thủ đô ngàn năm văn hiến.